Wilfried Zaha, ngôi sao chạy cánh 30 tuổi hết hợp đồng với Crystal Palace từ ngày 1 tháng 7. Các cuộc đàm phán gia hạn với câu lạc bộ diễn ra không như mong đợi, khiến Zaha phải tìm bến đỗ mới khi kỳ chuyển nhượng chỉ còn hơn một tháng. Ưu tiên của Zaha vẫn là thi đấu tại châu Âu. PSG, Lazio và Roma đang xem xét ký hợp đồng. Câu lạc bộ Arab Saudi, Al Nassr cũng đánh tiếng với mức lương hấp dẫn. David De Gea, giống Zaha, De Gea bị chính câu lạc bộ ngồi trước quay lưng. Sau khi đề nghị mức lương 270.000 đô la Mỹ mỗi tuần, giảm hơn một nửa so với mức 590.000 đô la Mỹ mỗi tuần của hợp đồng cũ, Man United đổi ý và đưa ra mức lương thấp hơn. Kết quả là De Gea quyết định ra đi sau 12 năm gắn bó. Thủ môn người Tây Ban Nha đang đứng trước các khả năng gia nhập Bayern hoặc Atletico để làm thủ môn dự bị hoặc sang Arab Saudi. Adama Traore không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Wolves, đội bóng mà anh phục vụ từ năm 2018. Theo Daily Mail, việc Traore chưa liên hệ với đội bóng ngoại hạng Anh nào hè này là điều khó tin với một cầu thủ 27 tuổi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Nếu muốn nâng cao thành tích 194 trận ngoại hạng Anh, cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha có thể phải chọn một trong những đội mới lên hạng. Bằng không, Traore nhiều khả năng phải trở lại Tây Ban Nha hoặc sang Arab Saudi. Jesse Lingard, Nottingham Forest trụ hạng thành công nhưng không gia hạn với Lingard. Họ không muốn tiếp tục trả mức lương cao nhất đội cho cầu thủ không ghi bàn hay kiến tạo trong 17 trận ngoại hạng Anh mùa trước. Các câu lạc bộ khác cũng không mặn mà với Lingard. Phần lớn đều cho rằng tiền vệ tấn công 30 tuổi đã hết thời và là ngôi sao không bao giờ tỏa sáng. Lingard có thể phải sang Mỹ hoặc Arab Saudi để tiếp tục sự nghiệp. Sergio Ramos, sau 2 năm hợp đồng, PSG không ký tiếp với Ramos. Cựu huấn luyện viên Christopher Gantier mô tả trung vệ 37 tuổi là cầu thủ quan trọng trong phòng thay đồ, nhưng lãnh đạo câu lạc bộ muốn trẻ hóa hàng thủ. Ramos đang đứng trước các đề nghị từ câu lạc bộ cũ Sevilla, hai câu lạc bộ Arab Saudi và Inter Miami, đội bóng mà đồng đội cũ Lionel Messi vừa gia nhập. Kinh nghiệm và ảnh hưởng cá nhân là hai ưu điểm lớn nhất của cầu thủ giành 4 Champions League, 2 Euro và 1 World Cup. James Rodriguez, cựu sao Real trở thành cầu thủ tự do từ tháng 4, sau khi đồng thuận chấm dứt hợp đồng sớm với Olympiacos, Hy Lạp. Tiền đạo cánh 32 tuổi chỉ chơi 8 tháng, 23 trận và ghi 5 bàn cho Olympiacos. Phong độ của anh không thuyết phục được ban lãnh đạo câu lạc bộ. James Rodriguez vẫn đang chờ đề nghị đủ sức hấp dẫn. Trước Olympiacos, vua phá lưới World Cup 2014 từng chơi cho Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern, Everton và Al Rayyan, Qatar. Alex Oxlade-Chamberlain là một trong 4 ngôi sao hết hợp đồng với Liverpool hè này, bên cạnh Naby Keita, Roberto Firmino và James Milner. Trong khi ba đồng đội cũ sớm tìm được bến đỗ mới, cầu thủ 29 tuổi người Anh vẫn thất nghiệp. Trước khi hết hạn hợp đồng, Oxlade-Chamberlain từng nhận được sự quan tâm của Aston Villa, Newcastle và Brighton. Mùa trước, anh chỉ chơi 13 trận trên mọi đấu trường. Nếu chấp nhận các đội ở nửa dưới bảng tổng sắp ngoại hạng Anh, cơ hội thi đấu của Oxlade-Chamberlain sẽ nhiều hơn. Alexis Sanchez, cựu sao Barca, Arsenal, Manchester United và Inter vừa thanh lý hợp đồng sớm 1 năm với Marseille. Theo Daily Mail, Sanchez sẽ chia tay bóng đá châu Âu. Tiền đạo 34 tuổi đã qua thời đỉnh cao và không còn thu hút các câu lạc bộ hàng đầu. Anh nhiều khả năng sẽ sang Arab Saudi và gia nhập câu lạc bộ Al Fateh. Mùa trước, Al Fateh xếp thứ 6 giải Saudi Pro League. Eden Hazard là cầu thủ mất giá nhất 4 năm qua. Real phải chi 110 triệu đô la Mỹ để mua về, nhưng cựu sao Chelsea chỉ chơi 76 trận và ghi 7 bàn. Hè này, Real phải thanh lý hợp đồng sớm 1 năm. Hazard trở thành cầu thủ tự do, nhưng chưa tìm được câu lạc bộ mới sau hơn 1 tháng. Điều khiến các câu lạc bộ e ngại về Hazard là tình trạng thừa cân, phong độ và tinh thần thiếu tích cực. Tiền đạo cánh 32 tuổi đang đứng trước khả năng giải nghệ hoặc hướng đến các câu lạc bộ ngoài châu Âu. Lucas Moura, tiền đạo cánh 30 tuổi chưa tìm được câu lạc bộ mới sau hơn 1 tháng chia tay Tottenham Hotspur. Theo Daily Mail, các câu lạc bộ hàng đầu đều từ chối Moura. Anh đang phải xem xét các đề nghị kém hấp dẫn hơn từ Italy, Arab Saudi và Mỹ. Moura từng ghi 46 bàn cho PSG và 39 bàn cho Tottenham Hotspur. Nhiều cổ động viên vẫn còn nhớ Moura lập hat-trick trong trận bán kết lượt về Champions League năm 2018 đến năm 2019, giúp Tottenham Hotspur ngược dòng thắng Ajax 3-2 và vào chung kết.